đến với Hiện Vlog. Một buổi sáng của Hiện là gì? Buổi sáng là ba đi ẩm Hiện đi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Sau đó Hiện ngồi lên cái ghế này. Hiện ở chắc. Ôi trời ơi. Ủa Hiện ơi. Hiện sao con ở trần vậy? Áo con đâu? Hiện sao con ở trần vậy? Áo con đâu hả? Áo của Hiện đâu? Ôi trời ơi, tranh rồi, chuẩn bị mặc tả đi chơi nha. Con trai ba ơi, ôi tướng lực ơi. Hiện ơi, con ơi, mình chuẩn bị đi chơi nha, chuẩn bị bị qua nhà chú Toàn chơi nha. Hiện ơi con bấm tắt tivi đi để hai cái con mình đi. Nếu như mà mình không tẩy tế bào chết là mình đứng lên cân là mình nặng, tại vì là không phải. Ôi trời ơi. Đi đâu á, ba đi nha. Nha, ba đi chơi nha, con ở nhà nha. Nha. Bể điện thoại của gì? Mẹ hắn rồi. Lê Vũ Lâm, quyết định của Nguyễn Hồng Tuấn là quyết định. Ngày của anh Hiện là phải giữ. Ôi trời ơi. Ách hường. Sao ơi kênh á. Kênh á. Cô làm gì vậy? Ừ. Nay là Hiện bao nhiêu tháng rồi ta? 9 tháng. Ngày 16 là đủ 10 tháng. Bữa nay là ngày mấy? Ngày 5 mà, ngày 6 à? 60 ngày nữa. 10 ngày nữa là Hiện bây giờ là 9 tháng 20 ngày. Dạ. Giọng ghê quá. Ơi, cái áo có theo quá. Áo. Trời ơi. Cái tả mà có úp vô mặt à. Con làm gì vậy? Trời ơi, cái tả đó. Tả sạch nha. Dạ không mua chú ơi. Con già cái gì á? Cái tả mà cho con bỏ vô miệng. Hả? Trời ơi, con làm gì vậy? Mới ăn sáng mà. Ba ba sao? Ừ. Ba sao? Không tin. Lưỡi có thể không biết mà
như vậy vận động nhiều thế nào, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ mãi là hình dạng ấy. Trên thực tế lưỡi hoàn toàn còn kích mở khi bạn tăng cân. Ngoài ra các vấn đề về giấc ngủ như ngủ ngáy, thiếu ngủ được cho là có liên quan đến việc lưỡi bị kích mở. Còn chúng ta có những cái bệnh về lưỡi này nó là do cái bệnh về lưỡi khác nữa. Rồi, bye bye ông nội nè, bye bye ông nội đi nè. Quay clip cho ông nội coi thôi. Mình ơi. Bye bye. Bye bye.